Hello, chào anh chị em nha, mình là Thắng đây. Dạo này thời tiết chỉ sang lạnh nè các bạn. Anh em có lạnh thì nhớ mặc áo ấm nhiều nha. Bạn nào có ghệ thì càng tốt nha. Thì một buổi sáng mình chúc các bạn, anh chị em, cô chú một ngày đẹp trời, thật là nhiều may mắn đến các bạn nha. Anh em, chị em nào đang xem clip của mình á, thì một ngày hàng làm việc thật là hiệu quả nha. Rồi thì trước mặt các bạn đây là cái hồ màu xanh xanh này á, là mình làm để mình nuôi cá Dumbo Gazelle, nhưng mà hổng gài ba cái bèo Nhật á các bạn, nó phát triển quá trời rồi, giờ nó ngay cái hồ mình luôn rồi đó. Anh chị em nào ở Cần Thơ á, thì mà không có bèo á, thì cứ qua đây vớt nha. Bèo này là cái có cái ghẻ nó dài luôn các bạn, ghẻ cực kỳ dài luôn, chứ gông đuôi chó. Thì đây là cái hồ mình nuôi cá nè. Dưới hồi sáng mình mới vừa vớt một mớ lăng quăng cho mấy con cá nó ăn. Không biết sao hồi sáng mình ra chỗ cái xô mình để ba mấy cái gông này kia rồi nó chết cho rồi, cái nước nó thúi luôn. Bắt đầu cái bây giờ nó phát triển lăng quăng quá trời luôn, mình vớt một mớ nè. Rồi để mình quay cho lăng quăng cho các bạn xem ha. Rồi đây là cái mớ lăng quăng hồi sáng mình vớt đó các bạn. Mình vớt có 2 giọt thôi đó. Đây là cái giọt Artemia, mình bước Artemia mình nè. Đây là cái hồ mình nuôi ngoài trời nè các bạn. Đây, cái này dài lắm, mình hơi phí rồi. Đây là cái mấy con Dumbo mình mới vừa tách chốc máy xong nè anh chị em. Đây giờ mình sẽ cho nó ăn ha. Thì có con thì lên tay đậm, có con lên tay lợn nha anh em, đi vì cá mình mới tách chốc máy mà. Đó, có con lên dãy, con chưa lên vẫy. Thì có phải con nào cũng đẹp đâu, con nào lên tay đậm thì đẹp, có giá trị hơn. Có con lên đậm, có con lên lợn nè. Rồi mình vớt lên quan cái năng buổi sáng mình vớt ra nè. Đi có mấy con gì, có con đĩa đó nè, không sao hả. Bây giờ mình sẽ cho nó ăn ha, ăn đi mấy cân. Hôm nay mình quay bằng điện thoại cho nó nét các bạn. Từ ngày là mình cho nó ăn cám với Artemia không à, lâu lâu rồi đổi dùng chỉ. Thôi khả năng qua nó buồn quá anh em ơi, cái này mới tắt chống máy à. Rồi đi ra đi, rồi cho con vô đủ này ha, hấp cho tụi bạn nữa. Cái câu này nó lợi cái con này gượt theo. Con lăng quăng này nhầm, con này nó ăn tầm 2 con là bắt đầu nó no rồi các bạn ơi, 2 con là bắt đầu no rồi đó. Con này thì chưa lên dãy phun dãy lithium đó, cá này mình mới lắp trong máy thôi, còn nhỏ lắm các bạn. Con cá máy của nó trong bậy lên cá máy chút ép à. Rồi mình qua đây ha, qua đây, đây đây cái hồ dài không các bạn, mình có nãy một lớp nha. Đứng đây đây nè. Rồi bây giờ mình sẽ dẹp nó ra ha. Mình quá các bạn ơi, thời tiết 4-5 bữa nay là chuyển sang lạnh hết rồi, quá trời lạnh luôn. Thấy không, đây toàn cá máy nè, cá trưng bày cái nó bạn thấy không, con nào bự là trưng bày hết đó, nó cá chút éo không à. Thấy không? Cái hồ này hồ ngoài trời mình nuôi được, ngày mình cho ăn lần sáng không lần xong rồi không để ý luôn, bây giờ gông bèo quá trời luôn, bèo Nhật nè các bạn đó. Thấy cái đuôi nó dài không anh chị em đó, thì ai ở Cần Thơ thì cứ qua lấy ha, bây giờ mình lấy ha, chứ gông đuôi chó luôn á đó. Đừng vô cái teo không, mình con cá đầu tiên mình chơi là mình nuôi con cá này nè các bạn, nó sống dài lắm, đâu mới chết mấy con khác nó chết à, cá máy không à, mỗi chiếc xanh trong tách trong máy à đó. Thì tầm nửa tháng nữa là mình có cá cho anh em chơi hết này ha. Còn dài dài này nó trốn mình, nó dài đó mình không biết sao vậy ta. Thì cảnh mình giọt, mình vớt bèo mình giục hết quá, tại vì bèo mình vớt ra mình giục thì ổn quá, thì anh chị em nào gần ở nhà thì cứ qua lấy. Thì toàn là bèo Nhật không à nha, cái này coi rất là có lợi cho cá, nhưng mà nó xanh xanh nở nhanh quá trời à. Mới đây ngạt hồ mình thở mình để có một xíu à, con nấm gì nè, giờ nhiều quá nhiều à. Giờ mình vớt cho nó mới lên quăng xong rồi mình
trái nắng quá ta. Với lại trời thời tiết đây á, là hai cái giáp thường nó che lại rồi, không đủ ánh sáng ha. Mình bị bệnh nóng gai, các bạn bị cảm á, nó trông hơi gàn gàn tí. Thay đổi quá. Đó. Đó, anh em thấy khá không? Mấy em ơi này. Mới cái trong máy là hai cái còn cơ quá trời luôn. Có vài con thì nó bự sẵn bự trước. Mấy tụi này nó khoái lắm các bạn. Rồi mà cho ăn khá một cái nó buông nhẹ luôn. Rồi, thì cái này mình vô nhà mình cho nó mấy cái bầy vinh gôn mình ăn ha. Bầy vinh gôn các bạn cỡ nào lớn cỡ nào rồi nha anh em. Rồi, thì đây là bầy full gôn ghi bông này nha anh em. Đó, dễ thấy không? Cái trống lên full 7 hết nè, cái máy thì đang lên nha. Bầy này toàn là ghi bông nè. Đây mình có ghi đánh dấu nè các bạn thấy không? 77 con. Đó, 77 con ghi bông. Rồi bên đây là bầy gen này nha chị em. Cá vàng không? Mình nuôi trời nắng nó chiếu vô nè. Nắng chiếu vào và cái nước nó vàng luôn. Nhiệt độ ánh sáng quy trình thì đủ. Đó, thấy kẹo này anh chị em thấy cá không? Thì bầy này là 115 con ha. 115 con cá gen. Ở bên đây là 77 con cá giúp bông. Thì tầm nửa tháng đúng quá. Nửa tháng nó cũng thành cho anh chị em hết luôn. Đó. Đây là con bầy Limbo tiếp theo màu sắc gì đâu mấy đó, nhìn thấy không? Rồi qua đây luôn cho anh. Ôi mình cho quên cho nó ăn đó thôi. Rồi mình sẽ cho nó ăn năng quăng đậu thú vị đi. Từ ngày mình cho nó ăn cục chung rồi xong rồi. Mấy em mày lạnh lắm, thấy không? Chị thấy không? Trời ơi à. Đó, đây mình dãy lên tay luôn chị em ơi. Vậy nha. Mình ra đi đó. Đó, ăn đi cưng. Cá trống thì làm mình để trước. Rồi. Cho mấy em ở đây ăn tiếp. Mình vượt một tay mình cầm á, một tay mình cho ăn quay á anh em. Chị khó quá. Chị em nhắn là xem ha. Thì khi bông mình chăm sóc kỹ hơn tí. Rồi ok. Rồi. Đây là cái bài trước đó nha anh em. Mình coi. Cái bài này thấy vui vẻ không chị em? Cá còn tơ nè. Cá này 2 tháng mà, tầm 2 tháng mấy rồi mình biết nữa. Nhìn thấy không, đang phun phun vậy này, này là cá máy không rồi nha. Đó, đang lên phun vậy. Rồi, cái trống mình để ở ngoài mình nuôi nè. Giờ cho nó ăn. Buổi sáng thì nắng không có nắng các bạn, trời hơi nó không đủ ánh sáng, mình quay hồi tối em. Các bạn xem đỡ ha. Nhưng mà anh em thấy cá không? Đang lên thu vẩy nè. Thì cái bài nữa mình bán nha. Tầm nửa tháng nữa mình sẽ bán được rồi. Giờ anh chị em này có cần thì liên hệ mình nha. Cá full vẩy chớm tay ha. Còn tơ nó mà lên full vẩy rồi thì còn bị bằng nữa. Để làm giống nữa nha anh chị em. Mình dấn lên thử một em vậy thì ha. Cứ là một em quay vô mình xem nè. Rồi phải thấy đường rồi. Thấy không? Ngày mai cá hồn cơ quá trời tơ luôn không? Cá tầm 2 tháng 15 ngày không? Tới 2 tháng là gì không biết. Đó, đang lên phun vẩy hết đó. Nó lên cái gì đuôi, từ dưới đuôi mọc lên ha. Xong rồi từ đầu mọc xuống nữa. Đó. Xong. Có gồng xanh Indo nè các bạn. Gồng xanh Indo. Mình bắt hình sơ cho các bạn xem cái ha.
Bất đại đi, nào vô thì vô. Vô mày. Thấy nó cũng đẹp quá các bạn. Cái nồi nó màu hả? Gồm xanh Indo PDS. Con máy thì tia, chống thì chưa có tia le gai. Nổ đó. Rồi, em thấy không? Cái này anh em để vô, anh chị em để vô cái nồi màu màu đen á, xong rồi đánh đèn lên thì nó rất là đẹp, tại vì tùy thuộc cái màu sắc của nó, cái độ nồi nữa ha. Dòng xanh đâu, dòng xanh đấy màu trắng ngộ trời, màu xám xám á. Máy thì tia thì quên tia ha, mà trống thì chưa có tia. Rồi mấy em nó kìa, giờ này đây không có nắng à. Các bạn xem bài này nè, bài cá con nó nhiều không, lại bắt đầu nó bu qua nè ha, nó tưởng như mình ăn á, mình đang ấp bà tim cho nó ăn á. Thấy chưa, cái này có một con cá đẻ không à, trăm mấy con nè, đâm bu cái tiêu đó. Mình nuôi trên này thì mình mới chơi đâu, mình nuôi vùng shop nè chị em ơi, thì sắp tới mình sẽ có vốn thì mình lên xíu nha. Rồi bây giờ mình cho cá ăn Atomy nha các bạn. Mình ấp xong rồi nè. Đó, mình giữ một cây này 2 giọt thôi. Ăn hết mình cho nữa ha. Cái này cho cá con ăn. Một giọt. Mình lưu tụt bát. Chi thu. Cái tay bờ dài lắm các bạn. Bạn không thấy gì ta. Đó, cái tay bờ nó dài lắm. Cái này là AB nè. Cá con ăn. Thì nhiều anh chị em á hỏi mình á là khi nào tặng cá. À thì cá mình còn nhỏ chưa tặng được nha. Với lại á thì anh chị em đăng ký kênh theo dõi với mình nha, thì có mình sẽ thông báo cho anh chị em, chứ mình phải có quan cái lợi chứ, tại vì mình sao mà tặng cá cho các bạn được, phải không? Tự nhiên cái mình đăng lên cái hỏi tặng cá cho em anh ơi, mà không chịu đăng ký kênh, không chịu like cho mình hết. Mình phải có qua có lợi chứ, các bạn phải tương tác với nhau. Nói thêm là YouTube mà. Mình quay cho các bạn xem nè. Dù hai con này sắp bự bự quá, là cũng sắp nổ rồi quá. Mình lùi bụng bát nè. Là view các bạn. View của sắp. Mình mở cho tao mấy gì trời. Mình này đi thêm đi. Nè. Đó, bù lại nè. Mấy đồ thành cái màu lớn nha, mấy quỷ nè như trâu lâu lớn quá, chị em xem thông cảm nha, tại vì cái hệt không có đủ ánh sáng á, nên nó mờ á. Anh chị em đăng ký kênh cho mình nha, để mà ủng hộ mình có thằng clip theo nha, để mình sẽ làm clip tặng cá nha. Thì cá cũng sắp lớn rồi mới tặng được, chứ cá còn nhỏ sao mình tặng được, đúng không các bạn? Lớn mình sẽ tặng. Ôi mấy đứa ơi, ăn quá vậy ăn luôn. Một tay mình cầm điện thoại, các bạn không nó có quay được á, vậy em thông cảm ha. Đây là full gòn nè. Mấy đứa ơi, là ăn mấy đứa ơi. Này đồ ăn tới rồi. Đó, bu lại liền. Quá trời luôn. Chắc có ít đâu các bạn. Ghê không? Nghẹt luôn. Mấy đứa bên đây nè, bài khác nè. Ăn mấy đứa ơi, bu là nghẹt luôn. Đó, bên đây ăn, bên đây cũng ăn. Rồi tới hàng trên tay nha. Ăn mấy đứa ơi, tới giờ ăn rồi.
ngạt luôn. Rồi ăn đi mấy đứa, ăn mau lớn nha. Rồi thôi video đây mình tạm dừng, mình cho các ăn tiếng nha các bạn. Thì do anh em chị em nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Thắng nha, để cho Thắng có động lực để mà ra nhiều video hơn hen nữa. Đó, thì mình nói là tặng cá thì anh em thì mình sẽ tặng nha anh chị em cá nha em, thấy không? Đây còn nhỏ quá, các bạn thấy không, nó còn bự còn nhỏ rồi sao mình tặng được đó. Thì đủ 1.000 súp mình sẽ tặng hết nha. Bây giờ mình cũng gần 600 rồi. 1.000 súp mình sẽ tặng cho anh em một cái event mình nói là mình làm nè các bạn. Đó, quên ngon các bạn đây. Đây nhắm nó trước khi đây các bạn. Đó, còn các hạt tơ luôn. Đó, mấy em rất là sung luôn, thấy không? Vàng kè, em làm nó rất là vàng luôn. Cả nó mình lấy hồ sô mình xô cho các bạn xem luôn. Ủa, hồ sô mình đựng ngạc cái mía chứ quên. Đó, các bạn xem đỡ ghiền đi ha. Rồi, bây giờ tạm biệt chị em nha. Nhớ đăng like và đăng ký kênh. À, để lại cho mình một comment góp ý nha. Mình cảm ơn các bạn nhiều nha.